Chiến sĩ mới thân Quý Dương, tiểu đoàn 2, lữ đoàn thông tin 601, quân khu 1, nhập ngũ khi mới cưới vợ được 1 năm và có một cô con gái vừa tròn 7 tháng tuổi. Vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, Dương được chỉ huy đơn vị cho mượn điện thoại để gọi về nhà động viên vợ con. Thấy gia đình khỏe mạnh, con gái ngoan ngoãn, khôn lớn từng ngày, Dương bớt lo âu, có động lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trung đội trưởng đã biết hoàn cảnh của tôi nên là đã tạo điều kiện cho tôi rất chi là nhiều. Và nhìn thấy vợ con tôi thì trong lòng tôi cũng có một phần nào đó là yên tâm. Và tôi sẽ cố gắng là thực hiện tốt, làm tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Không gian văn hóa ở đơn vị vui tươi, sôi nổi, lành mạnh, thân thiện chính là môi trường tốt để các chiến sĩ mới làm quen với nếp sống môi trường quân ngũ. Các hoạt động tập thể là cơ hội để các chiến sĩ thể hiện bản thân, cảm nhận tình cảm thiêng liêng đồng chí, đồng đội, thêm yêu thương gắn bó với đơn vị. Khi được tham gia các hoạt động tập thể thì tôi cảm thấy rất là hào hứng. Ngoài thì tôi cũng có rất nhiều bạn, nhưng mà khi vào đây thì được ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cùng các chiến sĩ đồng đội thì tôi cảm giác như các chiến sĩ như cái người anh em ruột thịt của mình. Chiến sĩ là người anh em và đơn vị là nhà. Năm nay, trong số chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 601, có hơn một nửa là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm. Một số đồng chí đã có vợ và con nhỏ. Để giúp chiến sĩ mới ổn định tư tưởng, chỉ huy đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nắm, quản lý tư tưởng chiến sĩ mới, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp giúp đỡ những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi được chi bộ giao cho nhiệm vụ là kèm cặp 3 đồng chí quần chúng ở trong trung đội. Thì mỗi đồng chí có một cái hoàn cảnh và gia đình khác nhau. Tuy nhiên thì đối với đồng chí Nguyễn Anh Văn, quê ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Thì sau khi bám nắm thì tôi thấy đồng chí thường xuyên là hay bị tủi thân và hay có những cái tâm tư tình cảm mà không thể nào bộc bạch ra được. Thì tôi đã thường xuyên cùng với các đồng chí tiểu đội trưởng thường xuyên quan tâm cũng như là tâm tình động viên khích lệ đồng chí, làm sao cho đồng chí càng ngày càng hòa nhập được với anh em trung đội và càng ngày càng tiến bộ. Đối với lữ đoàn thì giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 là tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới trong cái sinh hoạt học tập để các đồng chí nắm bắt tình tư tưởng của bộ đội. Cái thứ hai là cũng đã triển khai nhiều cái mô hình, đặc biệt là cái mô hình đảng viên dìu dắt quần chúng và cái mô hình 4 cùng 2 trước 1 sau. Thì cái 4 cùng thì cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng chia sẻ. Hai trước là dậy trước và làm trước, và 1 sau là ngủ sau bộ đội. Với nhiều giải pháp đồng bộ cùng tình cảm chân thành, sự quan tâm tận tình của cán bộ chỉ huy các cấp, chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 601 quân khu 1 đã dần thích nghi với nếp sống môi trường quân ngũ, xác định tốt tư tưởng, nhiệm vụ, an tâm luyện rèn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.